Tuyến đường nối cao tốc Lào Cai Lai Châu đi qua địa phận xã San Thàng và phường Đông Phong thuộc thành phố Lai Châu với tổng chiều dài 4,5 km. Ngay sau khi được giao mốc để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, thành phố Lai Châu đã thành lập các tổ tuyên truyền vận động phương án giải phóng mặt bằng, phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền vận động, đối thoại với người dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân, từng bước giải quyết những ý kiến, những vấn đề phát sinh từ người dân bị ảnh hưởng của tuyến đường. Bên cạnh đó thì phía cơ quan chuyên môn của thành phố Lai Châu đã tiến hành công tác kiểm đếm, đo đạc, phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư lên phương án bồi thường cho các hộ dân bị ảnh hưởng. Thế và gia đình tôi là một trong những hộ dân bị ảnh hưởng thì cũng đã được cán bộ trung tâm phát triển quỹ đất là vận động và kiểm đếm tất cả các cái tài sản trên đất thì lần một là tương đối đầy đủ. Mà khi mà đối chiếu với lại các cái tài sản, khi mà đã lên phương án các đền bù của các cái vật liệu kiến trúc trên đất ấy, thì nhân dân và nói chung và gia đình tôi nói riêng đã đối chiếu với tất cả các tài sản đó thì còn thiếu một số hạng mục, thì trung tâm phát triển quỹ đất lại cử cán bộ xuống kiểm đếm lần hai và đã có văn bản bổ sung. Đấy, như gia đình tôi là bổ sung lần hai thì tôi thấy là đầy đủ. Và đến nay thì tôi đã nhận tiền đền bù của cái tài sản mà đã xây dựng trên cái đất thu hồi ấy lần một và gia đình tôi đồng thuận. Sau khi kiểm đếm đo đạc thì diện tích giải tỏa của tuyến đường đi qua xã San Thàng và phường Đông Phong là 8,8 ha, ảnh hưởng đến 165 hộ gia đình, trong đó có 2 hộ phải chuyển cư với số tiền đền bù dự kiến 7 tỷ đồng. Đến thời điểm này, thành phố Lai Châu đã tiến hành chi trả tiền đền bù cho những hộ gia đình bị ảnh hưởng của phường Đông Phong với số tiền 2 tỷ đồng. Đối với các hộ dân bị ảnh hưởng của xã San Thàng, việc chi trả tiền bồi thường sẽ được thực hiện vào giữa tháng 8. Hiện tại là chúng tôi cũng đã thực hiện công tác quy chủ, đo đếm và lập phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư trên địa bàn phường Đông Phong. Hiện tại là chúng tôi đã phê duyệt được phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư và dự kiến thực hiện chi trả trên địa bàn phường Đông Phong trước 30 tháng 7 năm 2021. Và hiện tại trên địa bàn xã San Thàng ấy thì chúng tôi đã lập phương án và trình thẩm định phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư và dự kiến là chi trả tiền bồi thường trong tháng 8 năm 2021. Với sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương, sự đồng thuận của nhân dân, công tác giải phóng mặt bằng tuyến đường nối cao tốc Lào Cai Lai Châu qua địa phận thành phố Lai Châu dự kiến đến hết tháng 8 sẽ hoàn thành để bàn giao cho chủ đầu tư theo đúng kế hoạch. Số hộ còn lại chưa thực hiện việc chi trả tiền bồi thường, các cơ quan chuyên môn thành phố Lai Châu tiếp tục triển khai vận động nhân dân và công khai các phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng đảm bảo theo đúng quy định.